Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sự bình an trong triết lý Phật giáo của nhà sư Thích Nhất Hạnh qua lời kể của ngọn lửa tri thức. Những triết lý này không chỉ là những lời dạy về đạo đức, trí tuệ mà còn là nguồn cảm hứng cho mỗi chúng ta trên con đường cuộc sống. Hãy cùng bắt đầu nhé! Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, bão táp và sự thay đổi. Nhưng trong lòng mỗi chúng ta có khả năng tìm ra một nơi yên bình, một nơi không bị ảnh hưởng bởi những bão táp của cuộc sống. Đó chính là trái tim của chúng ta, nơi chứa đựng triết lý Phật giáo. 1. Hạt giống bình an. Cuộc sống chúng ta ngày nay giống như một khu vườn. Mỗi suy nghĩ, cảm xúc và hành động đều như những hạt giống mà chúng ta gieo vào lòng đất của tâm hồn. Mỗi hạt giống này, dù là niềm vui, buồn bã, giận hờn, lòng nhân ái hay sự rộng lượng, đều có khả năng nảy mầm và trở thành cây cối mạnh mẽ trong tâm trường chúng ta. Nhận biết hạt giống trong chúng ta để bắt đầu quá trình gieo trồng, chúng ta cần phải nhận diện được những hạt giống gì đang tồn tại trong tâm hồn. Hãy ngồi yên và thăm dò sâu vào bên trong, nhận ra mỗi cảm xúc và suy nghĩ mà chúng ta trải qua. Một số hạt giống đã được gieo từ rất lâu, có thể từ gia đình, bạn bè hoặc những trải nghiệm trong quá khứ. Nuôi dưỡng hạt giống tốt. Khi chúng ta đã nhận biết hạt giống trong tâm hồn, ta có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng chúng. Đối với những hạt giống tích cực như lòng nhân ái, lòng biết ơn, hãy tạo điều kiện cho chúng nảy mầm và phát triển. Mỗi lần ta thực hành lòng nhân ái, tạo ra niềm vui cho người khác hay biết ơn những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, chúng ta đang tưới nước cho những hạt giống tốt lành đó. Giữ gìn và bảo vệ tâm hồn khỏi những hạt giống tiêu cực. Không phải tất cả hạt giống đều mang lại lợi ích. Một số hạt giống như sự giận dữ, ích kỷ hoặc ghen tị có thể gây hại cho tâm hồn chúng ta. Điều quan trọng là không để những hạt giống này nảy mầm và lấn át khu vườn tâm hồn. Hãy nhớ rằng chúng ta luôn có sự lựa chọn trong việc quyết định hạt giống nào được phát triển. Thực hành thiền để tạo ra không gian cho hạt giống bình an. Thiền không chỉ giúp chúng ta trở nên bình tĩnh và sáng suốt hơn, mà còn tạo ra một không gian trong tâm hồn, nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hơn về những hạt giống mình đang gieo trồng. Khi tâm trí yên bình, chúng ta có khả năng đối mặt và chấp nhận mình hơn, từ đó dễ dàng điều chỉnh và nuôi dưỡng những hạt giống tốt lành. Trong quá trình tu tập và phát triển tâm linh, chúng ta cần nhớ rằng mỗi khoảnh khắc, mỗi hành động và mỗi suy nghĩ đều có thể trở thành một hạt giống. Hãy chọn lựa cẩn thận và gieo trồng những hạt giống mang lại bình an, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho tâm hồn chúng ta. 2. Sự tính không và tương đối. Phật giáo, qua lời giảng dạy của Đức Phật, đã mở rộng tầm nhìn về sự tồn tại của mọi vật qua hai khái niệm quan trọng, tính không và tính tương đối. Hiểu được hai khái niệm này không chỉ giúp ta nhìn vào bản chất của mọi sự vật mà còn giúp ta tìm kiếm sự bình an trong lòng. Tính không. Khi nói đến tính không, nhiều người thường hiểu sai lầm rằng nó nghĩa là không có gì cả hoặc vô vị. Tuy nhiên, trong Phật giáo, tính không không đơn thuần chỉ là sự vắng mặt. Nó chỉ đến bản chất không tự ngã, không tự lập của mọi sự vật. Hãy xem xét một bông hoa. Ví dụ, bông hoa tồn tại nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố, ánh sáng mặt trời, nước, đất, không khí và thời gian. Không có bất kỳ yếu tố nào trong số này, bông hoa không thể tồn tại. Vì vậy, bông hoa không có sự tồn tại độc lập và chính vì vậy, nó có tính không. Tính tương đối, mọi sự vật đều tồn tại trong một mối quan hệ tương đối với nhau. Không có cái này, cái kia cũng không tồn tại. Lấy ví dụ về mặt trăng và mặt trời, chúng ta gọi mặt trăng là mặt trăng bởi vì nó không phải là mặt trời và ngược lại. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các sự vật tạo nên tính tương đối. Nhận ra tính không và tính tương đối giúp ta thấy rằng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ này. Mọi sự vật đều liên kết, đều ảnh hưởng và phụ thuộc vào nhau. Khi ta thấy mình là một phần của một tập thể lớn hơn, lòng ta tràn đầy lòng biết ơn và tình yêu thương. Kết luận, tính không và tính tương đối không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của mọi sự vật mà còn giúp ta nhận ra giá trị và mối liên kết giữa chúng ta và vũ trụ. Qua đó, lòng ta trở nên thanh thản, bình an và tràn đầy tình thương. 3. Bốn pháp đẳng và cuộc sống hàng ngày. Phật giáo thường giảng dạy về bốn pháp đẳng, sự chân thật, độc lập, không tự ngã và biến mất. Những nguyên tắc này không chỉ là những triết lý xa xôi mà chúng có thể áp dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy cùng khám phá sự sâu sắc của bốn pháp đẳng và cách chúng giúp chúng ta sống một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Sự chân thật. Trong mỗi tình huống, việc đối diện và chấp nhận sự thật là bước đầu tiên để chúng ta có thể tìm thấy giải pháp. Việc trốn tránh hoặc phủ nhận sự thật chỉ khiến tâm hồn chúng ta bị gò bó và mất tự do. Khi chấp nhận sự thật, dù nó có khó khăn đến đâu, chúng ta đều có khả năng tìm ra lối thoát và hướng đi tốt nhất. Sự độc lập, mỗi chúng ta đều có sức mạnh nội tại và khả năng tự quyết định đối với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, sự độc lập không có nghĩa là cô đơn. Nó chỉ là việc nhận ra rằng chúng ta có thể tự lập và không phụ thuộc vào sự đánh giá hoặc phê phán từ người khác.
không tự ngã, khái niệm tôi thường gây ra nhiều khổ đau và hiểu lầm trong cuộc sống. Khi chúng ta bị mắc kẹt trong khái niệm về tôi, ta, mình, chúng ta thường trở nên ích kỷ và mất đi sự thông cảm đối với người khác. Nhận ra rằng mọi thứ đều liên kết và không có sự tồn tại độc lập giúp chúng ta mở lòng hơn và sống hài hòa với môi trường xung quanh. Biến mất, mọi sự vật trên thế giới này đều không thể tồn tại mãi mãi. Sự thay đổi là phần tự nhiên của vũ trụ. Việc hiểu và chấp nhận sự thay đổi giúp chúng ta không bị gắn liền với bất kỳ điều gì và biết trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Áp dụng 4 phát đẳng vào cuộc sống hàng ngày giúp chúng ta giải thoát khỏi nhiều khổ đau và mở lời cho một cuộc sống tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Khi chúng ta biết sống một cách chân thật, độc lập, không bị ràng buộc bởi tôi và biết đón nhận sự thay đổi, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và bình an hơn. 4. Tứ Diệu Đế, bước đi trên con đường giác ngộ. Tứ Diệu Đế còn được biết đến với tên gọi Tứ Sự Thật Cao Thượng là bản chất lời giảng dạy của Đức Phật. Những lời giảng này đề cập đến bản chất, nguyên nhân, phương pháp giải thoát và kết quả của khổ đau, những điều mà mỗi chúng ta đều gặp phải trong cuộc sống. Hãy đi sâu hơn vào từng phần của Tứ Diệu Đế để hiểu rõ hơn về con đường giác ngộ. Sự thật về khổ đau, mọi người đều cảm nhận được khổ đau. Dù đó là khổ đau về thể xác, tâm hồn hoặc sự thất vọng, lo lắng trong cuộc sống. Nhận biết sự tồn tại của khổ đau là bước đầu tiên trên con đường giác ngộ. Nguyên nhân của khổ đau. Khổ đau không tồn tại mà không có nguyên nhân. Thường, nguyên nhân của khổ đau xuất phát từ lòng tham, sự giận dữ và sự dại dột. Việc nhận diện và hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của khổ đau giúp chúng ta tìm ra cách để giải thoát khỏi nó. Giải thoát khỏi khổ đau. Giải thoát khổ đau không chỉ đơn thuần là tránh xa nó mà là thấu hiểu và đối diện với nó. Khi ta hiểu rằng khổ đau không phải là bản chất cố định và ta có khả năng giải thoát khỏi nó, ta bắt đầu hình thành niềm tin vào con đường giác ngộ. Con đường để giải thoát khỏi khổ đau. Đây là hướng dẫn chi tiết về việc làm thế nào để giải thoát khỏi khổ đau, thường được biểu diễn thông qua bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngôn, chánh hành, chánh mạng sống, chánh nỗ lực, chánh tâm và chánh niệm. Mỗi bước trên con đường này đều dẫn lối chúng ta về với sự giác ngộ, giúp chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa, bình an và hạnh phúc. Trong suốt hành trình tu tập, việc nhớ về Tứ Diệu Đế như một bản đồ hướng dẫn giúp ta không lạc hướng. Chúng ta không chỉ nên đọc và suy ngẫm về nó mà còn cần áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Điều này giúp chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn, biết trân trọng những giây phút hiện tại và hướng tới một tương lai bình an, giác ngộ. 5. Niệm xứng với hiện tại. Trong sự vội vã và náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, không ít lần chúng ta bị mất mát trong quá khứ hoặc lo âu về tương lai. Thực tế, nhiều người chúng ta sống cuộc đời mà ít khi thực sự sống. Niệm xứng với hiện tại không chỉ là một phương pháp tu tập mà còn là một lối sống giúp chúng ta trở về với bản thân, kết nối sâu sắc với thế giới xung quanh và tận hưởng mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Tại sao lại quên mất hiện tại? Trí óc của chúng ta thường bị lôi kéo bởi những suy nghĩ, cảm xúc và ký ức. Điều này khiến chúng ta thường sống trong tình trạng mê mải, không biết đến sự tồn tại của mình trong thế giới này. Được mải miên trong những lo âu, mong muốn và ám ảnh khiến chúng ta mất đi sự tĩnh lặng và bình yên của tâm hồn. Lợi ích của việc sống trong hiện tại. Khi tập trung vào hiện tại, chúng ta thấy rằng nhiều khó khăn và lo lắng thực ra không có cơ sở thực tế. Sự bình yên, niềm vui và sự kết nối thực sự đều nằm trong từng khoảnh khắc. Hơn nữa, việc sống trong hiện tại giúp ta nắm bắt cơ hội, đón nhận thách thức và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Cách thức niệm hiện tại. Để sống trong hiện tại, hãy bắt đầu bằng việc nhận biết hơi thở của mình. Hơi thở là cầu nối giữa tâm và thân, giữa trí óc và cảm giác. Mỗi lần hít vào, hãy nhận biết đây là hơi thở vào của tôi. Khi thở ra, hãy nhận biết đây là hơi thở ra của tôi. Tiếp theo, hãy áp dụng sự nhận biết này vào mọi hoạt động hàng ngày, từ việc đi bộ, ăn uống, nghe và nói chuyện. Điều quan trọng là không phán đoán mình, chỉ đơn giản là quan sát và chấp nhận mọi cảm giác, suy nghĩ và trạng thái mà chúng ta trải qua. Thực hành niệm trong cuộc sống hàng ngày, hãy tạo ra những chuông tỉnh thức trong ngày của bạn. Đó có thể là chuông giờ, tiếng cười của một đứa trẻ, hoặc thậm chí là một bức tranh trên tường. Mỗi khi gặp chuông này, hãy dừng lại một phút, trở về với hơi thở và nhắc nhở mình về sự quý giá của hiện tại. Niệm xứng với hiện tại không chỉ giúp ta trở về với bản thân mà còn giúp ta mở lòng đối với thế giới xung quanh, đối diện và giải quyết mọi khó khăn một cách linh hoạt và sáng tạo. Hãy để mỗi khoảnh khắc trở thành một bài học, một phút giây quý báu và một cơ hội để tăng trưởng và phát triển. 6. Tình thương và sự rộng lượng. Người ta thường nói rằng tình yêu là nguồn lực mạnh mẽ nhất trên trái đất và không sai lầm khi nói rằng tình thương là trái tim của Phật giáo. Tình thương và sự rộng lượng không chỉ là nguyên tắc giáo dục mà còn là cách sống, là bản chất của cuộc sống hạnh phúc và bình an. Tình thương trong triết lý Phật giáo.
Trong Phật giáo, tình thương được gọi là ma trí, không chỉ là một trạng thái cảm xúc mà còn là một hành động ý thức, một phần không thể thiếu của con đường tu tập. Ma trí không chỉ giới hạn ở tình yêu giữa người với người mà còn mở rộng ra với tất cả chúng sinh và môi trường xung quanh ta. Sự rộng lượng, không gian trong trái tim. Sự rộng lượng không chỉ đơn thuần là sự độ lượng hay khoan dung, mà còn là khả năng mở lòng đón nhận mọi người, mọi sự vật và mọi tình huống. Đó là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu và cảm thông với nỗi khổ đau, niềm vui và cảm xúc của họ. Tình thương và sự rộng lượng đi đôi với nhau. Tình thương mà không có sự rộng lượng sẽ trở nên bó buộc và hạn chế, trong khi sự rộng lượng mà không có tình thương sẽ trở nên hời hợt và xa cách. Khi kết hợp cả hai, chúng ta sẽ tạo nên một nguồn năng lượng tình thương không giới hạn, không phân biệt mà có thể lan tỏa ra khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày. Thực hành tình thương bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như mỉm cười với mọi người xung quanh, lắng nghe một cách chân thành hay đơn giản chỉ là việc giúp đỡ ai đó một cách không vụ lợi. Mở rộng trái tim, mỗi khi ta gặp phải một tình huống hay một người khó khăn, thay vì phản ứng một cách tiêu cực, hãy thử mở rộng trái tim, đón nhận và hiểu rằng mọi người đều có những khó khăn và thách thức riêng của họ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và thuận lợi, nhưng với tình thương và sự rộng lượng, chúng ta có thể biến mỗi khó khăn thành cơ hội, mỗi thách thức thành bài học quý giá. Hãy nhớ rằng trái tim rộng lượng sẽ mang lại niềm vui và bình an không chỉ cho chính ta mà còn cho cả những người xung quanh. 7. Thiền định, công cụ để đạt được bình an. Thiền định trong nền văn hóa Phật giáo không chỉ là một phương pháp tập trung tâm trí. Đó là một cuộc hành trình đưa chúng ta vào sâu bên trong tâm hồn, giúp ta khám phá và thấu hiểu chính mình, từ đó đạt được sự bình an và giác ngộ. Thiền định là gì? Thiền định là việc tập trung chú ý vào một đối tượng, dù đó là hơi thở, một hình ảnh hoặc một âm thanh. Khi tâm trí được tập trung, nó trở nên yên lặng và không bị lạc hướng bởi những suy nghĩ hay cảm xúc xáo trộn. Lợi ích của thiền định, yên bình tâm hồn. Khi chúng ta thiền định, tâm trí trở nên bình an, giảm căng thẳng và lo âu. Rõ ràng và sáng suốt, thiền giúp chúng ta nhìn thấy mọi vấn đề trong cuộc sống một cách rõ ràng, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay định kiến. Tăng cường nhận thức, thông qua việc tập trung vào hiện tại, chúng ta tăng cường khả năng nhận biết và sống trọn vẹn mỗi khoảnh khắc. Cách thực hành thiền định. Chọn một nơi yên tĩnh, đây là điều quan trọng để giúp tâm trí không bị sao lạc. Thiền hơi thở, tập trung vào hơi thở của bạn. Cảm nhận từng hơi thở ra vào, đừng cố gắng điều chỉnh, chỉ cần quan sát. Nhận biết suy nghĩ, khi suy nghĩ xuất hiện, hãy nhận ra chúng nhưng không đánh giá hay phán đoán. Hãy quay trở lại với hơi thở. Thực hiện đều đặn, hãy thiết lập một lịch trình thiền định hàng ngày, dù chỉ 10 phút mỗi ngày cũng sẽ mang lại lợi ích lớn. Những khó khăn và cách khắc phục. Thiền định không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn có thể gặp phải sự mất tập trung, cảm giác không thoải mái hoặc mệt mỏi. Điều quan trọng là không bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng mỗi lần bạn quay trở lại tập trung vào hơi thở sau khi bị sao lạc, bạn đang tăng cường khả năng tập trung và kiên nhẫn. Thiền định và bình an. Thiền định không chỉ là công cụ để đạt được sự yên bình tại thời điểm hiện tại. Nó cung cấp cho chúng ta khả năng nhận biết và thấu hiểu mình, giúp chúng ta đối diện và giải quyết những vấn đề trong tâm hồn, mang đến một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Thiền định giúp chúng ta thấu hiểu rằng bình an không nằm ở ngoại cảnh mà nằm sâu bên trong chúng ta. Với sự thực hành đều đặn, chúng ta có thể đạt được tình trạng tâm hồn yên bình và sống cuộc sống theo cách mà chúng ta mong muốn. 8. Từ bi và trí tuệ, hai cánh của Phật giáo. Phật giáo luôn giảng dạy rằng con người muốn bay vút trên bầu trời giác ngộ cần phải có hai cánh, từ bi và trí tuệ. Giống như một con chim không thể bay nếu thiếu một cánh, con người cũng không thể đạt đến giác ngộ hoàn thiện mà không có lòng từ bi và trí tuệ. Từ bi lòng nhân ái vô biên. Từ bi thường được hiểu là lòng nhân ái hoặc lòng bi mẫn, là khả năng thấu cảm với nỗi đau khổ của chính mình và của người khác. Khi chúng ta phát triển lòng từ bi, chúng ta không chỉ giảm bớt khổ đau cho mình mà còn giảm bớt khổ đau cho những người xung quanh. Thực hành từ bi, để phát triển lòng từ bi, chúng ta cần tu tập việc lắng nghe chân thành và sẻ chia một cách không phán đoán. Khi gặp một người đang gặp khó khăn, thay vì tránh xa hoặc phán đoán, hãy dành thời gian để lắng nghe và hiểu họ. Trí tuệ, sự thấu hiểu sâu rộng. Trí tuệ trong Phật giáo không chỉ là kiến thức thông thường mà là sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất của sự vụ và hiện tượng. Trí tuệ giúp chúng ta nhận ra sự không thường trú, không tự nhiên và sự chịu khổ của mọi vật. Thực hành trí tuệ, để phát triển trí tuệ, chúng ta cần thường xuyên tu tập, đọc kinh điển và tham gia các buổi thảo luận với những người hiểu biết. Thiền định cũng là một phương pháp quan trọng để tăng cường trí tuệ, giúp chúng ta tập trung và nhận biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Sự cân bằng giữa từ bi và trí tuệ, cần phải có sự cân bằng giữa từ bi và trí tuệ. Nếu chỉ có từ bi mà thiếu trí tuệ, lòng nhân ái của chúng ta có thể trở nên mù quáng và không hiệu quả.
Ngược lại, nếu chỉ có trí tuệ mà thiếu từ bi, sự hiểu biết sâu rộng của chúng ta có thể trở thành lý thuyết khô khan, thiếu sự ấm áp và nhân ái. Bằng việc kết hợp hai cánh này, chúng ta có thể bay vút trên bầu trời giác ngộ, giúp bản thân và những người xung quanh đạt đến sự giải thoát và hạnh phúc. Triết lý Phật giáo không chỉ là lý thuyết, nó là con đường dẫn chúng ta đến cuộc sống bình an và hạnh phúc. Hãy bắt đầu hành trình của mình với trái tim mở rộng và tâm hồn bình an. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để xem hết video này. Sự ủng hộ của các bạn là động lực to lớn giúp kênh của chúng tôi không ngừng phát triển. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký nếu bạn thấy video hữu ích. Mong gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày vui vẻ.